Ngày 30 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt triển khai thực hiện các văn kiện của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Tân Lạc, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí trưởng phó các ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã đến dự. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt quy định số 69 ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Kết luận ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030. Kế hoạch số 52 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện kết luận số 34 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030. Trong đó, quy định số 69 gồm 4 chương, 58 điều. Các điểm mới trong quy định này tập trung ở 3 nội dung. Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới, điều chỉnh, tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây, xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức Đảng, đảng viên không muốn vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật Đảng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, nhất là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong các văn kiện của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, để trong quá trình thực hiện đảm bảo thống nhất chung về nhận thức, quan điểm, phương châm, phương pháp khi vận dụng vào thực tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022 và việc triển khai thực hiện các văn kiện vừa triển khai đảm bảo đồng bộ, đạt hiệu quả cao, các cơ quan đơn vị địa phương cần quan tâm tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như rà soát chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 và chương trình kiểm tra giám sát theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tổ chức thực hiện hoàn thành hiệu quả theo chương trình đề ra. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn nữa trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước đảng, thường xuyên tự soi, tự sửa, giữ danh dự của cán bộ, đảng viên, thực hiện nói đi đôi với làm, khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót.